gái và con là giọng của con trai. Hai anh em kết hợp vào nhau thì quá hay ạ. Giới thiệu với tất cả các bạn nhỏ, đây chính là Mị Nương, một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, vô cùng nết na và hiền dịu. Chàng trai nào gặp cũng muốn lấy làm vợ. Sai rồi. Sai gì? Công chúa Mị Nương nhá. Nhõng nhẽo. Sau đó suốt ngày ngồi ra cửa sổ. Sau đó có một chàng trưng chi hút sáo. Một chàng vỗ tay cho nàng Mị Nương tả về người chồng tương lai của mình có tài hút sáo. Con phân biệt cho như thế này là hút, còn như thế này là hút. Các con biết hút sáo là làm sao không? Đây không phải là hút, đây là thổi sáo rồi, hoặc thổi là huýt sáo rồi. Sai rồi. Không phải hút. Nè, coi nhìn nè, cái miệng phồng là thổi nha. Hút là phải nha. Còn nếu mà cầm cái cây sáo mà thế này là là gì? Thổi sáo. Chính xác. Con không biết huýt sáo và không biết thổi sáo luôn ạ. Về phần diễn xuất cho chú Thành góp ý chút xíu. Về con á thì con diễn rất là dễ thương, ra tính cách một nàng công chúa điệu đà nũng nịu. Còn riêng Văn Nhật Tiến thì con diễn xuất ngày hôm nay quá tuyệt vời, rất đẹp trai, trang phục đẹp, rất ra dáng, tướng thổi sáo cũng tốt, nói chuyện với người đẹp cũng tốt, rất là đàn ông, rất là chương tri. Thế nhưng khi nhìn người ta thì không nhìn, khi con nói chuyện với Mị Nương thì con phải nàng Mị Nương ơi, Mị Nương bên này mà con nàng Mị Nương ơi. Các bạn ấy hát hôm nay như thế nào nhỉ cô Châu Anh nhỉ? Cô Châu Anh nghĩ là hai giọng hát này kết hợp với nhau rất là tốt, đặc biệt những khoảng vang cực kỳ sáng. Bạn Nhật Tiến hôm nay thì cô không nhận xét gì nhiều vì con vẫn đang có một cái phong độ rất là ổn định. Còn riêng về bạn Băng Giang, con có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hôm nay con hát xuất sắc, đặc biệt là ở những nốt cao. Em muốn làm một xuân để trái tim luôn có vui. Con sẽ dự đoán không biết có được bà sao không ấy.